khoa nhiều đội trưởng nhà trường đã tạo sân chơi cho các bạn sinh viên năm 2023. Xin cảm ơn. Cứu tôi Tài ơi, cha tôi Tài ơi. Đội nhận giải ba là đội Vinplus, nhận tiền là đội TVN, và đội có được là đội đã thắng tất cả các trận bằng chiến thắng. Tuyệt đối, xin chúc mừng đội tiếp bước.